Chồng đi công tác gần 2 tháng, chiều nay mới về đến nhà. Người vợ mừng lắm, bèn thịt ngay con gà và mua thêm nửa lít rượu nữa. Lâu lâu mới về nên sai con tới mời ông bố vợ sang uống vài ly rượu. Đến bữa ăn, hai bố con vừa uống rượu vừa trò chuyện, vui vui nên nửa lít cũng đi tong. Cơm rượu xong xuôi, anh chồng say quá, liền đi ngủ một giấc tới sáng. Ngủ dậy, thấy vợ vẫn nằm trên giường. Anh ta hỏi, em sao thế? Vợ đáp, em ốm rồi. Thế em ăn gì để anh mua? Phở, cháo hay bún nào? Em chả ăn gì cả. Hỏi mãi, vợ cái gì cũng không ăn. Tức quá, anh ta mới quát to, cái gì cũng không ăn thì ăn ăn cái con củ cạc à. Vợ nghe thấy thế liền nói, nếu được ăn nó thì khỏi lâu rồi nhé. Một ông đại tá quân đội về hưu, bà giáo viên cấp 1 cũng về hưu, được mấy đứa con, đứa nào cũng thành đạt cả. Mà ăn mặc theo mốt thời trang nên quần áo bọn chúng mặc một thời gian lỗi mốt, bọn chúng lại bò ra cả đống. Bà tuổi cũng sắp 70, bà thấy tiếc nên gom một mớ quần áo của các con bỏ đem về. Hôm đó, bà đem một vài chiếc quần và áo ra mặc thử. Đến lúc bà mặc thử chiếc áo 2 giây của con dâu, bà quay lại hỏi ông đang ngồi đọc báo. Ông xem, tôi mặc cái áo này có được không? Ông chồng nhìn bà qua 2 khe mắt kính, kể ra cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là lúc bà không mặc quần áo. Bà nghe vậy thì bảo, giời ơi, ông già rồi mà vẫn còn thích hả? Ông đáp, đương nhiên rồi, ai mà chả thích. Ăn cơm tối xong, anh chồng nói với vợ, anh đi xuống nhà anh bạn chơi một tí. Gần 10 giờ đêm mới thấy ông chồng mò về. Bà vợ ra mở cổng cho chồng và nói, đem xe vào để em đóng cổng. Vợ nói tiếp, cởi quần áo dài ra để còn đi ngủ, 10 giờ đêm rồi đấy. Chồng cởi áo, xong cởi quần dài. Vợ kêu tướng lên, ôi, thế quần lót anh đâu rồi? Chồng hoảng quá, liền nói, chết cha anh rồi, vừa đi qua ngã ba, trộm móc mất quần lót rồi. Bà vợ la, ông giỏi lắm, trộm lấy được cả quần lót của ông à, ông biết tay tôi. Phan thực thụ. Hai cha con đi xem trận đấu giữa Real Madrid, Barcelona. Gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để quên vé ở nhà nên bảo cậu con trai chạy nhanh về lấy. Cậu bé về tới nhà thì nghe có tiếng mẹ và một người đàn ông lạ ở trong phòng ngủ. Cậu vội chạy trở lại sân bóng báo cho bố. Bố ơi, có chuyện không vui cho bố đây. Bố hỏi, chuyện gì? Nói nhanh lên con trai. Cậu bé đáp, mẹ có bồ đấy. Ông bố, trời ơi, mày làm bố hết cả hồn. Bố cứ tưởng con không tìm thấy vé cơ chứ. Sau trận bóng đá Đức và Nhật Bản, ông cá đội Đức thắng. Hết trận, Đức thua vãi tè. Thế rồi, ông từ biệt cõi trần mà lên tiên. Các con làm đám ma, thuê thợ kèn khóc. Hôm qua, ông vẫn trên đời. Sau trận bóng đá xa rời thế gian, ông làm nhà cửa tan hoang. Các con ông sẽ lên ngàn từ đây. Cá độ rất nhiều không hay, vợ chồng ly biệt, con đầy nơi nao. Ôi ông ơi là ông ơi. Nhân viên đường sắt. Một nhân viên đường sắt đến nhà một người nọ. Thưa ông, nhà của ông nằm ngay trên tuyến đường sắt sắp được xây dựng, cho nên xin ông chuyển nhà giúp cho, có gì công ty sẽ đền bù sau. Không được, không được. Mấy đời nhà tôi đã sống ở đây rồi, không chuyển đi được đâu. Thế thôi cũng được, mỗi khi tàu chạy qua
Chỉ xin ông chạy ra mở cửa. Có ba người hâm mộ bóng đá đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội của mình. Người anh hỏi, Chúa ơi, bao giờ đội anh mới lại giành được cúp thế giới ạ? Chúa trả lời, 5 năm nữa. Người anh, nhưng lúc đó thì tôi chết mất rồi. Người Thái hỏi, Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết cúp thế giới ạ? Chúa phán, 10 năm nữa. Người Thái bảo, thế thì lúc đó tôi cũng đã tong rồi. Đến lượt người Việt Nam hỏi, Chúa ơi, bao giờ thì Việt Nam vô địch thế giới ạ? Chúa buồn rầu nói, lúc đó thì tôi cũng chết rồi. Những tay lái. Một tài xế trẻ va phải một cô gái băng ngang đường. Sau khi gượng dậy và thấy không hề gì, cô gái liền nói với người đàn ông đứng tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc rằng ngài sẽ là người làm chứng, thưa ngài. Người đàn ông nói, ôi trời, chẳng lẽ cô định lấy thằng cha lái ẩu đó ư? Cứ mỗi cuối năm, các đơn vị lại tổng kết liên hoan toàn đơn vị. Hôm nay trời rét đậm, rét hại. Cơ quan nọ lại họp tổng kết. Họp xong kéo nhau ra nhà hàng liên hoan. Vào đến nơi, các thành viên thi nhau nói. Anh thì nói, hôm nay uống rượu. Chị thì bảo, uống bia và nước ngọt. Đang ồn ào, ông giám đốc đứng lên nói to. Trật tự, hôm nay trời lạnh. Uống bia và nước ngọt vào, đi giải nhiều. Mệt chim và bướm lắm. Quyết định uống rượu thôi. Một quý ông lớn tuổi nọ cưới một cô vợ trẻ và họ yêu nhau thắm thiết lắm. Tuy nhiên, cho dù đức ông chồng có nỗ lực cách mấy ở trên giường thì chị vợ cũng không bao giờ đạt được cực khoái. Vì một người vợ Do Thái thì có quyền được hưởng khoái cảm trong chuyện ấy, nên họ quyết định đến hỏi giáo sĩ. Nghe đôi vợ chồng họ trình bày xong, ông giáo sĩ vuốt râu và đưa ra gợi ý như sau: hãy thuê một thanh niên to khỏe, khi hai người làm chuyện ấy thì hãy nhờ anh ta vẫy vẫy chiếc khăn ở phía trên, việc đó sẽ giúp cho người vợ trở nên mơ màng và hẳn sẽ đem lại cực khoái thôi. Đôi vợ chồng đi về nhà và làm theo lời khuyên của giáo sĩ nọ. Rồi họ thuê một anh chàng đẹp mã vung vẩy chiếc khăn khi họ làm chuyện ấy với nhau. Vô ích, chị vợ vẫn không được thỏa mãn. Bối rối quá, họ lại tìm tới ông giáo sĩ kia. Ông giáo sĩ nói với ông chồng rằng, thôi được rồi, hãy thử làm ngược lại xem thế nào. Hãy để người thanh niên kia làm ABC với vợ ông. Còn ông thì hãy vẫy khăn phía trên họ xem nào. Một lần nữa, hai vợ chồng lại làm theo lời khuyên của giáo sĩ. Anh chàng đẹp trai lên giường với chị vợ. Còn ông chồng thì đứng ở bên cạnh vẫy chiếc khăn. Chàng trai vào việc hết sức khí thế. Chẳng mấy chốc, chị vợ đã la hét rung chuyển cả căn buồng. Người chồng mỉm cười nhìn chàng trai kia đắc thắng nói, đấy, thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ. Bà cụ năm nay 92 tuổi nhưng vẫn rất mạnh khỏe. Thường ngày sau các bữa ăn, bà thích nghe hát chèo chầu văn. Bà không xem mà chỉ ngồi nghe. Mùa bóng đá năm nay, các con đang xem bóng đá. Bà ta đi qua chỗ các con cháu đang ngồi xem, nhìn vào màn hình một lát, rồi nói, mấy người kia, người ở đâu thế? Quần áo dài thì chả có mà mặc, mà mấy chục người tranh nhau có một quả bóng. Sao không mua, mỗi người một quả mà chơi? Tranh nhau làm gì? Chắc là họ nghèo quá, toàn mặc quần áo lót. Các con, các cháu nghe vậy thì được một trận cười.
Một anh nọ lúc nào cũng khoe khoang mình là con nhà giàu, biết võ tàu, đi đêm không sợ ma. Một hôm đứng trước một thanh niên khác nhìn hơi hầm hố, anh ta xăm trổ rồng phượng khắp người. Gặp anh này, anh kia mới phán: "Tao sợ gì mày? Đứng trước một lớp học sinh mẫu giáo, tao còn không sợ, huống chi là mày." Anh chàng xăm trổ nghe vậy chỉ cười khì một tiếng rồi bỏ đi. Cảnh sát làm việc. Cô con gái của một cựu tổng thống chạy xe quá tốc độ và bị cảnh sát bắt lại. Cô ta vênh mặt hỏi người cảnh sát: "Này, thế anh có biết cha tôi là ai không?" "Ôi, tôi không thể giúp gì cho cô được. Sao cô không thử hỏi mẹ cô xem?" "Họ không hỏi tôi." Có một người đàn ông dừng lại hỏi viên cảnh sát: "Tôi có thể đỗ ở đây không?" "Không." "Vậy những chiếc xe kia sao lại đỗ được chứ?" "Vì họ không hỏi tôi." Thời chống Mỹ, chúng tôi nhập ngũ vào đơn vị có đủ lính từ các tỉnh phía Bắc. Đơn vị tôi cũng có một số chiến sĩ người Hơ Mông. Có một số anh chưa sõi tiếng phổ thông nên sinh hoạt giao tiếp hơi khó khăn. Một số anh em cứ ăn cơm là đau bụng vì họ ăn mèn mén là chính, nhất là lúc sinh hoạt. Đơn vị có mấy hố xí hai ngăn. Một hôm, cán bộ trung đội đi kiểm tra, anh em đi ngoài ra tất trên mặt hố xí. Tối về họp, cán bộ B nhắc nhở đi vệ sinh sạch sẽ. Một anh đứng lên phát biểu: "Dạ thưa cán bộ B, đít mình không có thước ngắm nên đi ra ngoài thôi." Cán bộ trung đội và anh em cười lăn cười bò ra. Không chịu nổi, hai cảnh sát tuần tra trên đường phố nhìn thấy một xe ô tô đậu không đúng quy định, một mảnh giấy gài trên cái gạt nước, xe hỏng, đi tìm bạn để cùng đẩy. 3 giờ sau, hai cảnh sát vẫn thấy xe đậu trong phố đó, nhưng lần này tiến lên phía trước độ 100 mét, một mảnh giấy gài khác được thay, đã đẩy xe, xe không nổ máy, đi tìm thợ sửa xe. Cuối ngày, hai cảnh sát quay lại, vẫn thấy xe ở nguyên chỗ cũ. Trên cái gạt nước lần này có mảnh giấy ghi: "Xe bán, giá phải chăng?" Tập lái máy bay. Một nữ phi công quyết định học lái máy bay trực thăng. Cô đến sân bay nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng, một người lái. Người hướng dẫn lái nói rằng ông có thể để cô bay một mình vì cô đã từng là một phi công lái máy bay loại nhỏ và ông sẽ hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến. Thế là cô lên máy bay. Chiếc trực thăng đạt độ cao 300 mét và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 mét, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến. Nhưng đến độ cao 900 mét, chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu rừng gần đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng thì cô gái bước ra, người hướng dẫn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" "Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 mét. Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó chứ?" Cô gái trả lời: "Tôi lạnh quá, thế là tôi tắt cánh quạt lớn đi." Vào tháng 5 năm 1980, đơn vị tôi đóng quân tại bờ sông Trung Cheng, Campuchia. Đơn vị tổ chức học chính trị, một cán bộ tuyên huấn của sư đoàn xuống giảng. Anh em bộ đội nghe rất chăm chú. Cuối hội trường có một anh ngủ gật. Anh cán bộ đang nói thì nhìn thấy anh kia ngáy khò khò. Anh ta liền gọi:
Đồng chí đứng lên, nói cho tôi biết hôm nay tôi giảng cái gì. Dạ, anh đang nói ta nhất định thắng, địch nhất định thua ạ. Đồng chí dựa vào cơ sở nào để nói như vậy? Dạ, thưa anh, dựa vào tường ạ. Cả hội trường cười phá lên, anh ta nói liều thật. Bắt bài. Sau khi bị thủ môn 3Z cản phá quả phạt đền trong trận Pháp Anh mở màn vòng chung kết Euro 2004 và qua đó để tuột mất chiến thắng, Beckham buồn bực lắm, bèn đi tìm đồng đội cũ ở MU tại phòng thay đồ để hỏi cho ra nhẽ. Beckham gặng hỏi: "Làm sao cậu biết tôi đá bóng sang góc trái cầu môn hả?" Người đồng đội cũ của Beckham ở MU thản nhiên đáp: "Làm sao cậu dám đá sang bên phải khi phía đó có đặt bảng quảng cáo hãng giày đối thủ của hiệu cậu đang dùng chứ?" Đừng trả lời tài xế. Trên xe buýt công cộng ở Mỹ, người ta thấy những tấm bảng có đề "Đừng nói chuyện với tài xế". Ở Đức thì những tấm biển có ghi "Cấm nói chuyện với tài xế". Ở Anh thì yêu cầu không nói chuyện với tài xế. Ở Scotland, nói chuyện với tài xế, bạn được lợi gì? Ở Ý, đừng trả lời tài xế. Ở một vùng quê miền núi nọ, có một gia đình, mẹ mất sớm, còn lại bố và một đứa con gái. Đường đi đến trung tâm xã rất xa, đứa con gái của anh ta lần đầu tiên thấy kinh nguyệt, anh ta sợ quá. Lên trung tâm y tế xã thì xa, anh ta liền đến trưởng bản xin giấy tờ cho con đi viện. Ông trưởng bản xác nhận vào tờ giấy, mình trưởng bản tên Tráng Quáng Pèng xác nhận bé Lý Xeo Mẩy chảy máu lờ tươi là đúng sự thật, ký tên Pèng. Con dấu không có, anh ta cầm giấy và đưa con xuống bệnh viện huyện. Còn chưa xuống đến nơi, có hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì có một người bị trượt chân rơi xuống. Người kia ngoái lại hỏi: "Anh có làm sao không?" Ở dưới trả lời: "Chưa biết, vẫn còn đang rơi." Vào những năm 63, 64 của thế kỷ trước, học sinh các lớp tiểu học đều rất ngây ngô, cái gì cũng thưa thầy thưa cô. "Thưa thầy, bạn đấy kéo tóc em ạ." "Thưa cô, bạn ấy dây mực vào vở của em ạ." Cứ như vậy, đến một hôm, có một em học sinh thưa: "Thưa cô, mấy anh thanh niên nói cô to lắm ạ." Có một thầy giáo cùng trường là người yêu của cô nói với em kia rằng: "Thầy biết rồi, em không được nói linh tinh nhé." Cô giáo quát to: "Đã nhìn thấy bao giờ mà nói là biết?" Thầy giáo cười và nói: "Ừ, cưới xong biết ngay ấy mà." Có ông ngoài 70 tuổi, trời thì rét, mặc ba cái quần, lúc buồn đi giải, lần mò mãi mới đi được, bực mình quá, ông làm hai câu thơ: "Nếu không có một túm lông thì ông lại tưởng là không có mày." Có hai vợ chồng nọ đi xem triển lãm mỹ thuật, bà vợ mắt thì cận thị rất nặng, đứng bên một bức tranh bảo với chồng: "Đấy anh xem, cả đời em chưa bao giờ thấy một bức chân dung nào mà xấu như thế này anh ạ." Ông chồng vội kéo vợ đi chỗ khác rồi khẽ bảo: "Trời ơi, không phải là tranh đâu, đấy là cái gương." Thơ chế lỡ rồi. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, tới tháng lĩnh lương mới hết hồn,
Bạn rủ đi chơi nào có dám, tôi chờ người tới để giao lương. Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng, xấp tiền lương mỏng hỏi lung tung, rằng lương sao có bao nhiêu đây thế, chắc là giếm bớt phải hay không. Người ấy thường hay móc bóp tôi, khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi, bảo rằng tôi móc còn hơn để ghệ móc tiền ông mới khổ đời. Thuở ấy nào tôi đã biết gì, trẻ người non dạ quá ngu si, bao nhiêu tiền bạc tôi dâng hết, chẳng giữ cho mình được tí ti. Đâu biết tiền đưa bà tháng này là tiền dành dụm bấy lâu nay. Bao nhiêu tiền mặt người chơi hết, lấy gì vui với bạn bè đây? Từ đấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi còn giá đến bao giờ. Người kia đã biết tôi sạch túi, người ấy cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh một người, giữ như sư tử của lòng tôi, và từng thu chết, vẫn sợ vợ hơn cả sợ trời. Buồn quá, hôm nay xem lại túi, chỉ còn tiền lẻ để ăn xôi. Bao nhiêu tiền chẵn người gom hết, chỉ tặng cho tôi một nụ cười. Tôi nhớ lời người rất xa xôi, bảo rằng anh giống con heo đất. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã làm lỡ đời trai muộn mất rồi. Cai thuốc lá. Có hai anh bạn nói với nhau về chuyện cai thuốc lá. Tớ đã tới gặp bác sĩ để xem ông ấy có thể giúp tớ bỏ thuốc lá được không. Thế bác sĩ bảo sao rồi? Thì ông ấy gợi ý mỗi lần tớ thèm thuốc thì dùng một thanh sô-cô-la thay vì thuốc lá. Ồ, cách đấy hay đấy chứ. Không ăn thua gì. Tớ không làm sao châm lửa vào thanh sô-cô-la được. Đi bụi. Cháu tôi nó muốn bỏ nhà ra đi. Sau một hồi cãi nhau với mẹ cháu, cháu vào trong phòng vừa khóc vừa kịp soạn ba lô, mang tổng cộng 40 quyển truyện và 4 bộ quần áo. Vội quá, không kịp mang dép luôn. Mẹ cháu cũng tiến anh ra tận thang máy. Cháu xin một cuộc điện thoại gọi cho người thân. Cháu điện cho bố anh và gào thật to. Bố về nhanh lên, con bỏ đi là bố không tạm biệt con được đâu nhá. Mẹ cháu quay đít vào nhà thì anh lại lò dò đi theo, vừa đi vừa kéo ba cái ba lô. Mẹ cháu hỏi, ủa sao không đi? Vào nhà làm gì? Cháu nói, phải có ý kiến của bà đã. Rồi không nói nữa, lầm lì vào nhà thì thấy chị gái ngồi nhìn anh ta. Cháu nói to với chị gái. Người em toát mồ hôi rồi đây này. Em vào tắm xong, em chờ bố về, rồi em đi sau cũng được. Liếc xéo bà, thấy bà chăm chú vào Facebook. Chuyện ấy, một ngày bao nhiêu lần là đủ? Không biết các bạn thế nào, chứ tôi rất thích làm chuyện ấy. Làm ít nhất một ngày 2 lần mới đủ. Nếu như là vì một lý do nào đó mà không thể làm được, thì cứ cảm thấy bức bối kinh khủng, không thể tập trung được vào việc gì cả, kể cả là việc ngủ. Với tôi, chuyện ấy là rất cần thiết. Lúc nhỏ, vì chưa hiểu nên không quan tâm. Từ ngày biết yêu thì cứ làm suốt. Khi làm chuyện ấy, điều quan trọng phải có được một cái ấy hợp với mình. Với tôi thì tôi thích nhất loại chân dài, lông mềm mượt. Đương nhiên, không phải loại dễ có đâu nhé. Tôi là tôi phải tìm mãi mới ra đấy. Nên quý lắm, ráng mà giữ gìn cho riêng mình thôi. Mà cái này các bạn không nên cho mượn hay xài lung tung đấy nhé. Dễ lây bệnh truyền nhiễm lắm đấy. Sau khi đưa vào trong, phải làm thật nhẹ nhàng. Mới đầu thì nên cọ cọ ở phía ngoài thôi. Sau đó mới đưa sâu vào, thật nhịp nhàng, thật đều. Lên rồi lại xuống, xoay tròn nữa. Như thế mới thích. Đừng quên lưỡi đấy, quan trọng lắm. Cứ thế, cho đến khi nào thấy bọt trắng sùi ra,
là coi như xong, mà đừng có dại dột nuốt nó vào bụng đấy nhá, không tốt tí nào đâu. Ngày xưa tôi đã từng lỡ nuốt, xong cứ tưởng tượng mình như sắp chết ý. Phải làm ít nhất 3 phút mỗi lần sẽ giảm được stress và phòng ngừa được một số bệnh khác. Vì thế, mọi người hãy nhớ luôn đánh răng một ngày 2 lần nhé. Có một người đàn ông trung niên với vẻ lão nông chi điền vào quán cơm bình dân. Ê, chủ quán đâu rồi? Chủ quán vội vàng chạy từ sau nhà lên. Dạ, anh cho gọi em ạ. Anh dùng gì ạ? Thượng đế chỉ vào con gà luộc trong tủ kính thức ăn rồi hất hàm bảo, con gà này bao nhiêu? Chủ quán đáp, dạ, con gà này 100 ạ. Thượng đế lại hỏi, thế cổ cánh là bao nhiêu? Dưới con mắt của người nhiều năm trong nghề, chủ quán nghĩ ngay hắn là một bợm nhậu chính hiệu, phải chặt chém cho hắn chừa cái thói cứ nghĩ mình có tiền là có thể cao ngạo. Chủ quán liền bảo, dạ, cổ cánh 70 ạ. Thượng đế đáp, ok, 70 thì 70, cho chặt. Chủ quán bộp bộp, đĩa cổ cánh được bày trí rất đẹp mắt. Vừa xong thì thượng đế bảo, ê, chủ quán, gói lại cho tôi mua cái mình. Biết là mắc mưu tên bợm nhậu kia, tiến thoái lưỡng nan, không bán thì mất uy tín với thực khách đang có mặt trong quán. Chủ quán đành nói lời phải giữ lấy lời, ngậm trái đắng nhưng vẫn vui vẻ gói cái mình con gà luộc và nhận 30.000 đồng của lão nông chi điền. Cứ nghĩ mình chặt chém nó, nào ngờ nó lại chặt chém lại mình như thế. Một bài học dành cho chủ quán, cứ nghĩ đến mà cay. Cấy dâu. Nhân dịp từ Sài Gòn ra du lịch đất cảng Hải Phòng, có một đại gia ghé ngang qua spa của cô em quen để cấy dâu ủng hộ tiệm. Sơ suất thế nào mà hôm ấy lại không đủ nguyên liệu. Thế là em ý vào phòng kín, nhắm mắt, giật đỡ một ít, tỉa ngắn lại, rồi cấy cho anh đại gia nọ. Một tuần sau, anh đại gia đi Hạ Long quay lại. Cô em hồ hởi hỏi, anh à, tình hình có ổn không anh? Bộ râu vẫn đẹp đấy chứ? Anh ta cười cười ra vẻ thắc mắc. Bộ râu đẹp đấy, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần có trai đẹp đi ngang qua là ria mép của anh nó lại giật giật em ạ. Thơ vui, em đang họp. Em đang bận họp chồng à, mới vừa khai mạc chắc còn lâu. Chồng không phải đợi em đâu, cứ ăn cơm trước để sau em về. Hôm nay em bị sếp phê, dạo này sao nhãng bỏ bê văn phòng, dây leo bò cả vào trong, lại còn ra quả lòng thòng đến ghê, toilet nấm mốc xanh lè, nước thì không có, đi tè khó khăn, ấm chén để bốc mùi hăm, không lo rửa ráy, không chăm lau chùi. Sếp em đang rất không vui, chồng đừng nhắn nữa, biết rồi nghe không? Để em họp nốt cho xong, rồi còn phải dọn văn phòng nữa cơ. Nào rửa khu vực đi tổ, nào vén cái đám dây thò vào trong, lau chùi ấm chén sạch bong, rồi làm cho nước thông dòng chảy ra. Đừng nhắn, đừng gọi chồng nha, kẻo em lại bị sếp la sếp dày. Khi nào xong việc ở đây là em lập tức đi về nhà ngay. Tèo nói, con chán quá rồi, con còn trẻ, con muốn được tự do phiêu lưu, muốn kiếm thật nhiều tiền và quen với một phụ nữ đẹp. Nhưng những thứ đó không thể nào tìm được ở cái nhà này, con sẽ đi. Con đi, bố mẹ đừng có cản con. Bố Tèo dịu giọng nói, cũng được, để bố đi cùng con. Tèo nhăn mặt, không cần đâu bố ạ, con đã lớn rồi. Bố Tèo kiên quyết,
Nhất định, bố phải đi. Bố cũng thích y như con vậy. Nhà có khách. Gia đình thịt một con gà và tráng thêm đĩa trứng. Như thường lệ, bố và ông khách ngồi ăn riêng với nhau. Vợ và con phải chờ đến khi bố và khách ăn xong thì mới ăn. Chờ một lúc lâu, cậu con đói quá nên lên xem bố và khách đã ăn xong chưa. Lên đến nơi xem, thấy bố và khách vẫn đang ngồi uống rượu. Thấy thế, cậu con liền chạy xuống nói với mẹ. Mẹ ơi, đem cơm lên nhanh cho bố đi. Bố và khách uống rượu, ăn thức ăn không, sắp hết thức ăn mất rồi. Chiều nay, được tin thông báo nhà em vào vùng xanh các bác ạ. À. Vợ em mừng lắm, có con vịt để dành phòng khi không đi chợ được, thì còn có miếng ăn tươi mà bồi bổ sức khỏe. Em phải tự làm tiết, làm lông, cho vào luộc. Trong bụng nghĩ, hôm nay được bữa ăn tươi, còn chai rượu quốc lủi kia nữa là ngon rồi. Anh ơi, anh ra chặt vịt, cho dì xếp vào đĩa, để em vào sắp mâm bát tan cơm. Ăn sớm đi cho nó còn về. Đang định ra thì nhìn thấy cô em vợ ngồi vô tư quá nên tôi cũng ngại, không dám ra, đành nói với vợ. Tự nhiên anh sốt quá, chắc không chặt được đâu. Bây giờ mà chặt thì dễ vào tay lắm. Ô hay, tôi vừa thấy ông hát hò xong mà đã sốt là thế nào? Thì anh cũng không biết nữa, chắc là chiều nay vừa đi chích mũi vaccine về, bây giờ mới có phản ứng đấy. Thôi được, anh ốm thì để tí nữa em đặt cho anh chút cháo hành, chứ thấy người ta bảo sốt phản ứng mà ăn thịt vịt vào là nguy hiểm lắm đấy. Em phải làm sao đây hả các bác? Có hai vợ chồng cùng con cái sống chung nhà với bố mẹ chồng, nhà thì nhỏ chật nên vợ ngủ riêng, chồng ngủ với con lớn, vợ thì ngủ chung giường với con nhỏ. Để tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng khi cần, cô vợ mới dặn chồng rằng, anh à, mỗi lần anh mà muốn ấy ấy thì nhớ nói rằng anh muốn giặt quần áo nhé. Nhà mình chật chội thế này, lại có con nhỏ, sợ chúng nó hư đấy anh ạ. À. Nhớ quy ước mà em đã dặn đấy nhé. 2 ngày sau, anh chồng tiến đến gần vợ thì thầm, trưa nay chúng mình cùng nhau đi giặt quần áo nhé em. Cô vợ đang mệt vì bếp núc, cơm nước nên sẵn giọng, máy giặt hỏng rồi. Hôm sau và hôm sau nữa, đến ngày thứ tư không thấy anh chồng đòi đi giặt gì cả. Nên cô nói vọng từ phòng ngủ ra, anh ơi, máy giặt, giặt được rồi đấy, đi vào mà giặt. Anh chồng từ ngoài đáp vọng vào, thôi không cần đâu. Cách đây 2 hôm, anh đã tự giặt bằng tay rồi. Thói quen. Hai vợ chồng rồ rá mới cưới nhau. Chồng nói với vợ, vì cô là vợ tôi, nên cô phải tôn trọng các thói quen của tôi đấy nhá. Tôi có tới 3 thói quen. Thứ nhất, thứ tư hàng tuần là tôi đi chơi bóng đá với bạn bè. Mưa bão, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng mặc, chỉ có bóng đá thôi, cô hiểu rồi chứ? Cô vợ trả lời, hiểu. Còn thói quen thứ hai, cứ thứ sáu hàng tuần là tôi đi chơi bài với bạn bè, cô hiểu chưa? Hiểu, cô vợ vẫn kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng là thói quen thứ ba, chủ nhật hàng tuần là tôi đi câu cá, mùa đông, giá lạnh, hay sinh nhật mẹ vợ, đối với tôi cũng như nhau thôi. Tôi vẫn sẽ đi câu cá, cô hiểu chứ? Cô vợ, hiểu rồi. Thế cô có gì để nói không? Ok, tất cả đều rõ ràng. Cô không có phản đối ư? Không. Mà có thể cô cũng có một thói quen nào đó chứ? Có không? Vâng, chỉ có một thôi. Hàng ngày tôi muốn làm chuyện ấy vào lúc 9 giờ tối. Có chồng ở nhà hay không cũng không quan tâm, tôi vẫn cứ làm. Gia đình đang yên ấm vui vẻ hạnh phúc,
Bỗng một ngày người chồng nhận ra cậu con trai của mình càng lớn càng giống ông hàng xóm. Cay hơn nữa là ông ấy đã 75 tuổi. Anh chồng tức giận quá mới lôi cô vợ ra giữa nhà rồi tra khảo. Bà mẹ chồng cứ đứng nhìn mà thấy thương xót con dâu vô cùng vì bà biết cô con dâu bị oan. Mãi sau bà không thể chịu nổi nữa. Bà liền ra giải thích cho con trai hiểu. Con ơi, không phải lỗi tại vợ con đâu. Lỗi là tại mẹ. Ông hàng xóm ấy mới là bố của con. Cậu con của con là cháu nội của ông ấy. Cháu giống ông là chuyện thường tình thôi con à. Trí nhớ. Ông chồng đi xem triển lãm mỹ thuật về đến nhà, mặt hầm hầm quát vợ. Thật là quá đáng mà. Sao em lại khỏa thân làm mẫu cho cái lão họa sĩ kia vẽ như thế được chứ? Cô vợ đáp. Em là em thề với mình là em không làm mẫu cho lão vẽ đâu. Chắc là lão ta vẽ theo trí nhớ thôi. Sóng của Xuân Quỳnh. Trong một tiết học, trước khi vào bài học mới, cô giáo muốn kiểm tra bài cũ. Nhìn thấy Tèo cứ ngó nghiêng, cô liền gọi. Tèo, em lên bảng đọc bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh cho cô. Tèo gãi đầu gãi tai bước lên rồi đọc. Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Em suy nghĩ hồi lâu. Từ đâu kể mẹ nó? Cô hỏi toàn câu khó. Em biết chó gì đâu? Cô nghe xong liền quát. Em về nhà không học bài cũ hả? Được rồi. Bây giờ đọc bài Thu Điếu cho cô. Lần này không thuộc thì ngày mai mời ngay phụ huynh đến gặp tôi. Tèo bắt đầu đọc. Điếu cày lạnh lẽo nước trong veo. Một lão già kia bé tèo teo. Châm lửa đo mồm đang định hút. Vợ ra Thu Điếu vứt cái vèo. Có một thái giám nọ mới vào hoàng cung vì sợ đêm khuya sẽ không nghe được lệnh để kịp phục vụ hoàng thượng nên đã nấp xuống gầm giường. Sáng ngày thứ hai thì thái giám bị phát hiện. Hoàng thượng rất bực tức liền mắng mỏ. Hay cho tên nô tài nhà ngươi, giỏi cho tên nô tài, ngươi đã nấp dưới đó được bao lâu rồi hả? Thái giám liền quỳ xuống đất trả lời. Dạ, bẩm hoàng thượng, nô tài đã ở dưới đó 5 canh giờ rồi ạ. Thế ngươi đều nghe thấy hết cả rồi sao? Dạ bẩm, canh đầu tiên, hoàng thượng và nương nương thưởng thức chanh ạ. Có nghĩa là sao hả? Dạ, lúc đó nô tài nghe hoàng thượng nói với nương nương rằng hãy để cho ta ngắm hai ngọn đồi hùng vĩ. Canh giờ thứ hai thì sao? Dạ, canh thứ hai dường như hoàng thượng bị ngã xuống đất ạ. Nghĩa là sao chứ? Dạ, nô tài nghe thấy nương nương nói là hoàng thượng mau lên đi. Thế còn canh thứ ba? Dạ, canh thứ ba hoàng thượng và nương nương dường như đang ăn cua ghẹ ạ. Nghĩa là sao chứ? Bẩm hoàng thượng, lúc đó nô tài nghe thấy ngài nói bẻ cái chân ra. Vậy thì còn canh thứ tư? Dạ, canh thứ tư hình như mẹ vợ của hoàng thượng bước vào ạ. Là sao? Dạ, là nô tài nghe thấy nương nương hét lên. Ây da, mẹ ơi, mẹ ơi. Thế còn canh thứ năm thì sao? Dạ, ngài và nương nương chơi cờ ạ. Nghĩa là sao? Dạ, nô tài nghe thấy nương nương hét to. Lên pháo đi chàng ơi. Tối hôm qua, đang ngồi rít điếu thuốc trước hiên nhà, bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau của đôi vợ chồng trẻ bên nhà hàng xóm sát vách. Rồi anh chồng mặt hầm hầm dắt chiếc xe ra cửa, gằn giọng báo. Không phải đợi cửa, tối nay tôi không thèm về cái nhà này nữa. Chị vợ cũng không vừa, vênh mặt lên thách thức. Anh mà không về, là em gọi anh hàng xóm bên cạnh sang ngủ cùng đấy. Ngủ một mình, em sợ ma lắm. Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Anh chồng gắt lên rồi phóng xe đi mất.
Quân tử nhất ngôn, anh chồng đi cả đêm không về thật. Thôi thì tôi cứ ngồi chờ ngoài cửa suốt đêm, muỗi đốt khắp người, rít thuốc cháy cả cổ họng, mà mãi chả thấy cô vợ kia gọi sang ngủ cùng gì cả. Hàng xóm láng giềng với nhau mà sao lại đối với nhau như vậy chứ? Nói lời thì phải giữ lời chứ lệ. Đón Tết, có một anh đi thăm bạn nằm bệnh viện mùng 1 Tết. Anh bạn cảm thán rằng, tôi không nghĩ lại nhanh đến thế đấy. Mới tối hôm qua, tôi còn thấy ông đón giao thừa trên tầng thượng Bitexco và khiêu vũ cùng một em xinh như mộng tình tứ lắm cơ mà. Người bạn thở dài đáp, thì vậy đấy, bỗng dưng vợ tôi cũng thấy cảnh ấy. Có một thanh niên người Đà Lạt đi vào Sài Gòn có chuyện riêng. Mặc đồ rằn ri lính, tay xăm trổ, nhìn có dáng vẻ rất dữ tợn. Hắn đào một vòng tìm quán nhậu. Cuối cùng, hắn dừng chiếc xe gắn máy trước cửa một quán nhậu gần đường và đi vào đợi bạn bè tới. Vừa quay lại, hắn nhận ra rằng chiếc xe đã không cánh mà bay. Có lẽ chủ quán đã bỏ vào khu trông giữ xe. Được rồi, hắn nói oang oang lên cho mọi người trong quán cùng nghe. Tao cần uống một ít bia. Nếu sau khi uống xong mà chiếc xe không trở lại chỗ cũ, chuyện gì đã xảy ra ở Đà Lạt rồi cũng sẽ xảy ra ở đây thôi. Dân nhậu trong quán ào ào tháo chạy ra khỏi quán. Một phút sau, chủ quán báo, dạ chiếc xe của đại ca đã được trả lại chỗ cũ ạ. À? Trước khi rời khỏi quán nhậu, ông chủ quán đến hỏi, này đại ca, chuyện gì đã xảy ra ở Đà Lạt vậy? Thanh niên khách lạ kia trả lời tỉnh bơ, tao phải đi bộ về nhà. Thơ vui, giàu và nghèo. Ông giàu, ông chẳng cho ai. Tôi nghèo cũng có xin ai bao giờ. Ông giàu, ông lắm nước cờ. Còn tôi, chỉ một ước mơ đủ tiền. Ông giàu, ông sắm phi thuyền. Còn tôi, trời phú chân liền vu vi. Nhưng xin đừng có khinh kỳ, giàu nghèo khi tịch vẫn đi ra đồng. Cũng kèn, cũng trống, cũng đồng. Cũng người đưa tiễn, cũng nằm đất sâu. Cuộc đời sống có bao lâu, nên chăng ta hãy trao nhau nụ cười. Tiếc chi một chút tình đời, cho nhau để mãi tiếng cười vẹn nguyên. Đừng vì cậy thế quyền tiền mà đem gieo rắc buồn phiền cho nhau. Vẹn tình vẹn nghĩa trước sau, để khi nhắm mắt không lau lệ buồn. Tiết kiệm, thơ vui. Tính ra cũng đến nửa năm. Mỗi lần chồng vợ vào nằm với nhau, chồng đòi thì vợ kêu đau, xua tay giãy nảy, lắc đầu bảo thôi. Chồng nghi vợ bệnh trong người, bèn đưa đi khám ở nơi doctor. Doctor xoa bóp nắn sờ, siêu âm ổ bụng, khám bờ giếng khơi, khám tìm đến toát mồ hôi, vẫn không thấy bệnh ở nơi cô nàng. Ông ta không chịu đầu hàng, bèn chơi tâm lý dịu dàng hỏi thăm. Ông rằng cái chuyện gối chăn, tại sao cô đến nửa năm không màng? Phải chăng chồng bị hỏng hàng, hay là anh ấy giữa đàng hụt hơi? Cô rằng không phải anh ơi, chồng em mọi thứ tuyệt vời chuẩn men. Chẳng qua là bởi tại em đang còn tiết kiệm để thêm đôi hào. Đấy anh thử nghĩ mà xem. Taxi mỗi sáng trở vào cơ quan, chiều về cũng ngót trăm ngàn, cộng dồn mỗi tháng chỉ vàng ít đâu. Anh tài quá vợ đã lâu, thế nên cũng có nhu cầu đỗ tương. Ảnh kêu nếu để ảnh thương, ảnh trừ cho khoản tiền đường tiến xe. Xá gì mỗi đốt gốc tre, thế là em để anh đè cho xong.
khỏi chi tháng mấy triệu đồng lấy tiền ấy để chăm chồng chăm con. Chuyện em tiết kiệm vẫn còn, ấy là làm việc chỗ ngon anh à. Cái tay quản lý cáo già, hôm nào hắn cũng pha trà gọi sang, lão rằng muốn việc nhẹ nhàng, ngồi phòng máy lạnh đàng hoàng lương cao, hay là muốn việc tào lao, đồng lương lại chẳng được bao e hèm. Ngắn chi mỗi đốt cột đèn, miễn sao trong túi có xẻng để tiêu, vì chồng và các con yêu, quyết tâm tiết kiệm em chiều lão luôn. Các con đều đặn mỗi tuần học thêm 7 buổi hết gần triệu ba. Các thầy nheo mắt xót xa, cô đưa tiền mặt hay là hi hi. Biết thầy nói khéo chuyện chi nên em tặc lưỡi, ngán gì nữa đâu. Sợ gì muỗi đốt sừng trâu, gắng lên tiết kiệm hàng đầu gắng lên. Đấy, anh thử nghĩ mà xem, lịch trình tiết kiệm của em quá dày, người đau sa sầm mặt mày, sức đâu để giúp chồng cày nữa đâu. Doctor tỏ vẻ tinh ranh, lão nheo mắt gian manh nói liền, giờ cô chọn cách trả tiền hay là tiết kiệm khỏi phiền hầu bao. Mọi người thử đoán xem sao, cô ta sẽ chọn cách nào sau đây? Một là móc ví trả ngay, hai là tiết kiệm với tay doctor. Bạt vía. Có một cô gái lỡ thì sống gần nhà thầy bói. Một buổi chiều, cô gái sang xin lửa về để nấu cơm, loay hoay cúi xuống để thổi lửa, chẳng may xì hơi đánh tát một tiếng. Ông thầy bói vỗ đùi nói, thôi thôi, mày làm bạt vía thủ công nhà ông rồi đấy. Cô gái sợ sệt hỏi, dạ, thế bây giờ cháu phải làm thế nào ạ? Ông thầy túm tay cô gái kéo vào phòng rồi bảo, cô nằm xuống đây để tôi thu vía thủ công, không là chết cả hai bây giờ. Chả biết ông thầy bói thu vía kiểu gì, hôm sau cô gái lại sang xin lửa nữa, xong lại nói, ông ơi, cháu lại làm bạt vía thủ công nữa rồi. Ông thầy bảo, thế thì cô lại vào đây. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, cô gái bảo, cháu lại làm bạt vía thủ công nữa rồi ông ơi. Thầy bói nằm trên phản, thều thào, tiền sư nhà mày, bây giờ mày có ỉa ra bếp thì ông cũng kệ bơ mày nhá. Đã 11 giờ đêm, chiếc Camry vừa dừng ở một cánh rừng ngoại ô thì đôi trai gái vội mở cửa lao ra ngoài. Chỉ kịp trải cái áo mưa ra thảm cỏ là họ lao vào nhau và bắt đầu hôn nhau thắm thiết. Khi chàng trai chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa thì bỗng nhiên cô gái nói, em xin lỗi, lẽ ra em phải nói với anh trước, thực ra em không phải là sinh viên đâu mà chỉ là gái thôi. Mỗi lần tảo nhanh em lấy của khách một chai. Chàng trai lặng lặng móc ví lấy ra 1 triệu đưa cho cô gái và tiếp tục làm nốt công việc của mình. Sau trận chiến kết thúc, chàng trai mặc quần áo bước lên xe rồi ngồi trước vô lăng nhưng không vội nổ máy. Anh liền lấy iPhone mở ra nghe nhạc, rồi vừa đốt điếu thuốc vừa thả hồn theo những bài hát của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly trình bày. Quá sốt ruột, cô gái hỏi, dập nhau rồi, sao anh không nổ máy về đi, còn ngồi đây làm gì? Anh chàng đáp, xin lỗi em, lẽ ra anh phải nói với em từ trước, anh không phải là giám đốc, mà thực ra anh chỉ là tài xế taxi thôi. Vì đêm đã khuya, nên từ đây về Hà Nội, em phải trả anh 2 triệu mới có thể chạy được. Có một đôi tình nhân đang tựa vai nhau bên ghế đá công viên. Cô gái tựa vào người yêu và hỏi, anh ơi, tình yêu của chúng ta đáng giá bao nhiêu vậy anh yêu? Một giọng nam vang lên sau lưng họ, đáng giá
4 triệu và tờ biên bản vi phạm ra đường không thiết yếu. Đôi tỉnh nhân cùng quay đầu xem là ai và đồng thanh: "Ôi, anh cảnh sát giao thông." Có một cô ô xin đi ra công an phường để đăng ký tạm trú, được cảnh sát khu vực phát cho tờ khai. Đến mục quan hệ với chủ hộ, cô phân vân lắm, không biết nên khai thật hay không. Khai thật thì ngại chết. Cuối cùng, cô quyết định ghi vào 3 lần trên tuần. Anh cảnh sát khu vực đọc xong cảm thấy rất là buồn cười, nhưng anh vẫn phải kiên trì và giải thích. Quan hệ với chủ hộ ở đây là chị phải ghi chị có quan hệ với chủ hộ như thế nào. Dạ, phải khai đúng hả anh? Tất nhiên là phải khai đúng rồi. Vậy chỗ này ngắn quá, không đủ khai à? Có gì mà không đủ chứ, chị cứ ghi ngắn gọn là được. Nhưng mà ông chủ, ông ấy cứ thay đổi tư thế liên tục, nên em không tả ngắn gọn được ạ. Có một cô gái nọ, sau khi ra tòa ly dị người chồng thứ 5, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn zin, nghĩa là vẫn y nguyên. Tòa yêu cầu cô cho biết lý do thì cô òa khóc lên và nói: "Dạ, em khổ lắm ạ, mang tiếng là 5 đời chồng, nhưng em có được cái nào đâu ạ. Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn, nói mà không làm. Đời chồng thứ hai là anh làm ở sở kế hoạch, vạch ra mà không thực hiện. Còn đời chồng thứ ba là anh cán bộ bảo tàng, không sờ vào hiện vật. Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật, lúc nào cũng niêm phong chặt." Rút kinh nghiệm 4 đời chồng trước, xem phim hình sự, em thấy các anh hình sự là con người của hành động. Vì vậy, em mới quyết định lấy anh hình sự. Tưởng là ngon, nhưng anh ấy lúc nào cũng giữ nguyên hiện trường. Thế là đã kết hôn tới 5 lần, nhưng em vẫn còn zin đấy ạ. Nghe đương sự trình bày, tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó, nhưng hỏi thêm: "Thế nếu đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào?" Cô gái lập tức trả lời: "Dạ, lần này em sẽ lấy anh đạp xích lô ạ, vì cứ lên là đạp ạ." Có một cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: "Nếu mà cái lúc làm chuyện đó ấy, mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, còn nếu nhanh hơn một chút thì sẽ làm bác sĩ. Còn nếu thật nhanh thì nó sẽ đạp xích lô đấy con ạ." Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kỹ sư, nên khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: "Em ơi, kỹ sư em nhá." Nhưng được 10 phút, cô vợ ở rên rỉ: "Thôi kệ, kệ đi anh ạ, cho nó làm bác sĩ đi anh." Rồi chỉ sau đó 5 phút, anh chồng la lên: "Ôi trời ơi, để anh cho nó đạp xích lô luôn." Thơ vui, nghĩ mà chán. Hè về trời nóng như rang, lão chồng em cứ trốn hàng vào kho. Chắc là bảo vệ lò xo, vì khoản thụt thò kéo mãi trả ra. Bao năm tháng làm ăn xa xứ, nay trở về mặt cứ buồn thiu. Em ơi, anh hỏng khoản trèo, tiếc công vợ cứ hô hào cố lên. Bực mình gác xếp nằm riêng, lão mang củ giềng cất vội vào kho. Làm em nghiêng mặt cố hò, anh mau mang cái thụt thò xuống đây. Bực mình em chụp sáng nay, đăng lên trang hài cho các thánh xem. Em đang cố gắng e hèm, lão chồng cố giấu cây kem trốn dòi.
Ký sự mùa dịch. Sáng hôm qua, mùng 1, tôi dậy sớm nói với bà xã. Xíu nữa, anh phải đi thăm thằng bạn. Nó bị ngộ độc thực phẩm, vừa vào cấp cứu ở Thống Nhất, em hả? Gấu nhà liền cắt ngang. Anh điên à, mùng 1 đầu tháng, đi thăm người bệnh cho xui cả tháng hay sao? Không nói nhiều, ở nhà. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết nha, không nói nhiều. Mùng 1 người ta kiêng, với lại đang dịch, không đi đâu hết. Vừa ngay lúc đó, tôi có điện thoại của mấy anh bạn rủ đi nhậu gác tay miệt vườn. Diện đồ bảnh tỏn, sức nước hoa thơm phức. Bậm rước, bước ra cửa thì gấu mẹ ngăn lại. Anh tính đi đâu đấy? À, mấy anh bạn anh, chúng nó rủ nhau đi xả xui đầu tháng thôi mà em. Chỉ có thế, gấu mẹ liền nhảy tưng tưng. Anh bị sao vậy? Hôm nay là mùng 1, nhậu nhẹt, để nguyên cả tháng anh được say sưa đấy hả? Ô kìa em, sao lại thế được chứ? Tôi không nói nhiều nha, mùng 1 kiêng cữ, không đi đâu hết. Ông xin kiếu ở nhà cho tôi. Chiều ý má sắp nhỏ, tôi đành tiêu nghỉu, thay đồ ra, rồi ngồi ở nhà mà trong lòng cảm thấy ấm ức. Tối hôm đó, đang thiêu thiêu ngủ, con gấu tự nhiên nổi hứng, thèm XYZ nên lay lay nhẹ tỉ tê. Anh, lâu rồi, vợ chồng mình không ấy ấy nhỉ? Không thấy sư huynh nhà ta nói gì, chị chàng lại tỉ tê thêm. Anh à, hay là anh chiều em xíu đi, đang ngứa chết đây này. Tôi bực bội quát. Bà không nói nhiều nha, hôm nay mùng 1, không kiêng không xuất binh, không ấy yếc gì hết, ngủ đi, mai tính. Bà vợ đành tiêu nghỉu nằm quay mặt vào tường, trong lòng ấm ức mà không biết làm sao được. Trong một tiết học, cô giáo hỏi học sinh, trong các số, các em thích nhất con số nào? Có nhiều học sinh trả lời, với nhiều con số khác nhau, riêng Tèo là trò trả lời sau cùng. Dạ thưa cô, em thích nhất con số 21593. Cô giáo hơi ngạc nhiên vì thấy Tèo thích nhiều con số nên mới tò mò hỏi, tại sao em lại thích mấy số đó? Dạ thưa cô, mấy số đó nó rất ý nghĩa. Ý nghĩa như thế nào? Đèo phân tích. Dạ thưa cô, số 21593 có nghĩa là nếu hai người cùng nhau làm một việc chung trong 5 tuần thì sau 9 tháng sẽ có người thứ ba. Dạy con. Một ngày nọ, có bà mẹ dạy con trai rằng kẻ thù lớn nhất của con là vợ con, ngu dốt lớn nhất của đời con là con không hiểu được nó, thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó, sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó, tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó, đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến, đáng khâm phục lớn nhất của đời con là vẫn chịu đựng được nó, tài sản lớn nhất của đời con là những thứ mà nó đang giữ, khuyết điểm lớn nhất của đời con là con không được lấy hai vợ. Nghe xong, cậu con trai liền òa lên khóc thảm thiết. Bà mẹ thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, sao con lại khóc chứ? Con đã có vợ đâu? Cậu con liền trả lời, hú hú, vì con thương bố quá. Kể chuyện các bà vợ. Một hôm, chồng đang trong giờ làm việc thì vợ gọi điện thoại đến rồi bảo, chồng ơi, chết rồi, hôm nay nhà mình có trộm viếng thăm đấy. Ông chồng vội vã hỏi, thế có mất đồ gì không em? Vợ mếu máo trả lời, nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi. Em đang dọn dẹp lại xem có bị mất thêm cái gì nữa không, công an đến rồi. Thằng ăn trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi. Bây giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt kê xem có mất thứ gì nữa không.
Chồng vội hét toáng lên, nhanh nhanh, đến xem ở phía sau bức ảnh cưới trên đầu giường có dính một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu. 2 phút sau, vợ bảo, anh à, em gỡ ảnh xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả đâu. Chồng hốt hoảng thầm nghĩ, trời, tên trộm này quá thực là rất khôn ngoan đây mà. Mấy chỗ giấu tiền đấy, vợ tôi còn chả biết nữa là, mà sao nó lại biết được chứ? Mà trong đó có phải ít tiền đâu. Tôi đến phát điên lên mất. Chồng vội vàng bảo vợ vào nhà vệ sinh xem. Em à, ở phía sau két nước bồn cầu có một cái khe hở. Trong khe có nhét một cái túi bóng màu đen. Em xem cái túi bóng đó còn nữa hay không. 5 phút sau, vợ gọi điện thông báo. Không có nữa đâu anh ơi. Hay anh nhớ nhầm chỗ nào? Chồng lo lắng. Nhầm là nhầm thế nào được. Lúc sáng khi đi vệ sinh, anh đã kiểm tra vẫn còn mà. Tổng cộng là 10 triệu. Tất cả tiền đều cùng một sơ ri. Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng Tết. Anh rút ra một nửa đấy. Vợ nghe vậy hỏi dồn. Chỉ có thế này thôi à? Anh có bỏ quên chỗ nào nữa không đấy? Chồng buồn bã đáp. Hết rồi. Chỉ có 15 triệu đấy thôi. Chồng liền nhắc nhở vợ. Này, em phải nói rõ ràng với công an về số tiền đấy nhé. Vợ bình thản trả lời. Được rồi. Cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình mình lần này. Yêu anh nhiều, ông xã à. Chồng nghe xong choáng váng mặt mày, ngước mắt lên nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông. Phụ nữ rốt cuộc là do yêu quái phương nào biến thành vậy chứ? Võ sĩ Quyền Anh, huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình. Dù sao thì ở hiệp 3, cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn. Học trò không trả lời, huấn luyện viên lại tiếp. Vì anh ta tưởng đã đấm chích cậu. Huy chương. Một cậu bé khoe với bạn. Bố tớ có hơn 100 huy chương vàng cúp bóng đá đấy. Người bạn liền hỏi. Ôi thế thì tuyệt vời. Thế bố cậu đá ở vị trí nào? Trung phong hả? Cậu bé. Không, bố tớ là chủ tiệm cầm đồ.